Chào ông bà cô chú đến kênh YouTube Hưng Ngọc Vlog sáng sáng nha nhà. Hôm nay mình có mớ thịt mình nướng mình ăn cơm sáng nha nhà. Đây mình ớt với bột nước sốt thịt nướng nha. Mình chuẩn bị mình bầm tỏi với bầm hành tím mình ớt vô thịt nha nhà. Rồi cà rốt với cái này thì mình lát nấu súp nha, với hành, với leo cà chua ăn lát mình ăn sống với cơm chiên nha. Đây chuẩn bị mình lát cơm chiên. Lộn, cơm thịt nướng. Lộn. Đây cơm thịt nướng nha, chứ mình nấu súp nha nha. Đây mình ớt với cái bột nước ớt thịt nướng như nè. Đây có hành viên cái sườn nè. Cái này mình lấy mớ thịt này ăn lát mình nấu súp nha nha. Mình bầm ra nấu súp nha. Rồi ăn lát của tiếp nè xem nha. Cho mình cái máy xay này nhé. Trong có một chút một con người không được đặt ngõ máy gì để chưng nha. Vì sắc nhỏ chứ sắc gì vậy? Bị sắc củ cải nấu canh như cái nhà. Tại vì ăn cơm không có mua gì đâu nhiều. Mua ba trái vậy phải không? Ừ. Mình nấu ăn đơn giản nha nhà. Có người ta ngâm dưa chua nữa. Dưa chua có muốn mẹ. Muốn làm không mọi người không thấy bác dưa chua rau muống nè, cải nè, nhầm chỗ trứng nè, ăn thịt từ trứng rồi trứng gì nữa, trứng để thêm gì đó, thêm hai chục trứng gà đấy không chiên cái plà đây mừ trứng nè. Trời ơi, người ta chiên ra cơ, chừng 5 trứng ăn ngốc rồi. 5 trứng là thấy bà luôn rồi. Qua xin trứng đi. Ông nghĩ qua coi có trứng không. Ông biết bữa nào bé. 5 trứng chiên. Để thịt vô cái nhà. Cái đâu đũa quậy dễ hơn. Quậy cho nó tan thịt nha. Cái đâu đũa á. Này phải nhanh tay lẹ chứ. Cái đâu đũa quậy á. Anh thèm ăn đâu á cô ơi. Đôi á. Thôi vậy đi, người ăn cục được rồi. Nên cho nó ngọt. Để củ cải luôn nghe cái nhà. Thịt nào chín á. Thịt bằm. Bằm để vô vậy là chín ăn được, tái ăn được. Rồi xong rồi để cho chín rồi tính tiếp. Rồi chuẩn bị mình ớp thịt nha nhà, mình cho tỏi với hành tím vô trước nha. Cái bọc này lát hồi mình lăn mình nướng sao nha nhà, mình ớp như gia vị lát này bọc này nướng sao nha. Ướp chung được mà, đâu khét đâu. Khét ạ. Ừ, thịt để mình nướng đây để làm thử này cho ngon không nha. Mình nướng trước đi. Đây cho miếng ngọt cho nghe nha. Ít ít thôi nha. Để chung đi cho nó thấm. Để ăn thử nướng cho. Ăn thử rồi. Rồi cho miếng muối vô luôn nghe nha. Rồi bọc đó ăn lát mình nướng ớt sao nha. Ăn thử ngon không? Mình cho ăn xí đường vô luôn nha. Đường ở đất thôi, mình nó khét luôn. Xí, xíu rồi. Dạ. Cái bịch này nó có chất đường sẵn nè. Đúng rồi. Rồi mình ớp cái xương xương gì lát mình nướng xong rồi mình quét này lên sao nha. Cho nó thấm nha. Ớp lát nó thấm thì lát mình nướng nha. Nước canh này đủ không? Ai biết thấy nước ít á. Rồi ăn lát mới tiếp nha, xem nha. Rồi mình cho miếng hành vô nghe nha. Cho miếng hành vô cái nồi súp mình nha. Lát mình chừa hành kia mình để vô trứng chiên với để vô làm mỡ hành nha. Dầu hành chứ lộn.
rồi nồi súp mình tắt ngay lửa nha nha. Đây xong rồi súp nha, chuẩn bị mình đi nướng thịt nha. Cái này chuẩn bị mình quẩy trứng ra mình chiên ăn chung với cơm nha nha. Cơm thịt nướng với có trứng nữa nha. Cái này trứng mấy luôn. Trứng này vịt nhà mình nha nha. Mình có hai con bét nhà mình đẻ đó, bên Cuba mới sinh trứng về mình chiên nha, mình để hành vô, mình để gia vị vô mình chiên nha. Dạ quá. Cho hành vô trứng luôn nha nha. Chuẩn bị qua mình làm dầu hành chuẩn bị mình nè. Ừ, ít thôi, dầu coi như hành nhiều thôi. Đây nồi súp cũng xong rồi, dầu hành cũng xong. Chuẩn bị chiên trứng với nướng thịt là xong nha nha. Làm nước mắm nữa. Làm nước mắm nữa. Bữa nay mình ăn cơm sáng với thịt nướng. Cho vô luôn đi. Cho miếng ngọt với miếng muối vô. Cho gì ăn nữa. Mình cho ngọt với miếng muối vô trong cái dầu hành cho vừa ăn luôn nha nha. Có gia vị nha. Đây cho miếng muối vô nha. Đây nè, cho miếng ngọt vô. Này thiếu tỏi, cái lộn thiếu tiêu chứ. Rồi. Tiêu gì? Tiêu để đây nè, nó thơm. Tiêu. Ừ. Hai đầu ta để tiêu đây. Đây, rồi xong cái dầu hành kia mới hành cũng được nha. Dầu hành. Ừ, hành mà thật sự nó rõ hơn rồi là mỡ hành. Ừ. Hành để lên mình chan cơm lên thịt nướng mình ăn nha, cho thơm nha. Thơm nha. Chuẩn bị chiên trứng cho nó là xong nha cả nhà. Thịt nướng sắp chín này. Ở bên đây mình nhắc luôn. Nhắc lên một cái gỗ á. Vịt mình cho ăn lúa cái mặt đẹp ha. Ừ, cái mẹ nó vàng thè. Vịt chứ người ta cho ăn thích ăn nó trắng hết. Nãy giờ. Thấy chưa? Giờ đó mình cắt cho miếng nhỏ nhỏ. Nó đâu mà chim tím lần. Thank you.
ăn cái sườn theo chứ ngon. Có cái, xương xương không? Cái con này ta giật mình hoài. Để thịt chuẩn bị chín này nha nha, chuẩn bị mình lấy ra nha, chuẩn bị mình đi ép cơm rồi mình chiên trứng rồi xong rồi nấu súp rồi xong nước mắm cũng xong luôn nha nha. Để chuẩn bị mình ra mời cả nhà dùng nha. Gấp thịt nha cả nhà, chín chân ha cả nhà. Tôm sườn thịt màu đẹp ha, thơm như ngoài tiệm. Ngoài tiệm nướng còn lẹ hơn mình nữa, nóng. Đây những mình cắt trứng ngay với cắt thịt luôn nha nha, để nguyên miếng đẹp dịch vô chưa chút xíu đi. Vậy cơ, nó cục này bự cục này nhỏ. Ý cục này nhỏ cục này bự. Đây cho rau trước nghe nha. Miếng rau sống trước nha. Bà lát chua bao leo thôi nha. Bà lát cà chua. Đó. Bà lát thôi. Này cho vài miếng trứng lên nha. Bên kia đó. Cho 3 lát trứng thôi. Để 3 lát thịt luôn. 3 lát thịt luôn nha. Này mình cắt thịt luôn nha nha. Nó để nguyên miếng cho miếng cạp luôn. Cho nó ngon. Nguyên miếng luôn nha. Ê cô ba lấy giùm muỗng cho ăn mỡ hành lên cô ba. Đây. Này với một chén súp luôn nha nha. Với mình cho miếng mỡ hành vô với cho một miếng cho miếng nước mắm rồi nữa là xong nha nha. Nước mắm này nó ăn hết trang vô. Rồi. Đây, dĩa cơm nha nha. Hấp dẫn chưa? Ngồi hồi nó quay tiếp nha xem nha. Chào cả nhà nha, bữa nay mình ăn cơm sườn nha. Bà cả nhà ăn cơm sườn nha. Chào cả nhà ăn cơm sườn nha. Chào cả nhà ăn cơm. Ê. Chào bà cô chú con. Chào bà cô chú. Cúc. Chào cái nhà. Đi. Để nước mắm vô đi. Nhảy lên, nhảy lên. Đây, chào 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 chào. Thích thật thà. Lại vô đi. Cơm cho mình cả nhà ơi. Để sẵn rồi cho. Cho đó nguyên miếng luôn. Ngon cả nhà ơi. Ăn vô bộ một miếng hộp vịt nè cả nhà ơi. Mình ăn cho. Ngon quá cả nhà ơi. Đó chín mập thì chứ ngày kia không ăn. Tao ghi miếng thịt mà bà chú đây. Nướng giúp chợ quá ha. Ghi miếng thịt đây con. Hết à? Hết. Tao mặn bà chú đây. Nấu cho ăn không? Nấu cho ăn thôi. Tao đợi tự cho ăn nữa ăn đi. Nói gì chứ đi. Nói gì rồi, không dưới đi. Thịt gì rồi, đâu mà sắn hoài nó không dính chèo. Sắn đi con. Thịt giả. Thịt đó hình như thịt giả. Nên là chú ăn rồi chú con. Ăn đi con. Âm. Âm kìa.
Cô cháy cho mình. Ngon quá. Mời cả nhà ăn miếng cơm nha. Ngon quá. Ăn cơm trước là thịt sau. Nè cà chua nè. Như leo không? Trời ơi, bây giờ. Nè cà chua và tóc nè. Cô mẹ ha. Nè, cho miếng leo nè. Bãi gì leo đó. Bữa nay mình lánh lương, mình đang ăn thịt sườn. Thịt lánh lương nhiều quá mà ăn cơm tiệm á. Đây mở nhà miếng cơm nha. Cơm thịt sườn nha, sườn nướng. Đi mở hàng cho nó hôm. Sao mà không để thịt mà để gạo? Đi gạo hả, không để thịt. Thôi có nước rồi. Mấy nhà mấy thịt heo nướng. Tiếng bữa nay không biết chồng chừng nhỏ nhẹt ha. Nó nhão rồi. Mày ra tay miếng thịt ăn được. Thôi vậy đi. Cà thuộc thường bự quá. Như mới đúng một cơm sườn. Nước mắm mà sao trao hoài không vừa ăn. Ừ. Hai đứa mình ăn chén miếng súp đi. Còn dư chén nè con. Không ăn chén rồi. Còn như ý á. Này chị Đại. Chị Đại cho phùng ăn cốc một hồi chứ cái dĩa đó còn nguyên. Mà nó mẹ đút. Nó tên nó vậy. Rồi bưng đi rồi. Thấy chưa? Nó về kêu mẹ nó rồi. Mà nó qua. Nhớ lên cái nghe chân cái mỏ liền. Nó ở dưới đó mà. Nãy giờ không trúng rồi được. Ủa có nãy giờ bên nhà qua. Mới qua. Ngủ quên nãy giờ không hay. Không mấy đứa nhỏ. Kìa có đứa chào leo kìa. Kìa có đứa chào leo xe hè kìa. Leo ba mắt đúng rồi. Ủa? Hai ba đứa kìa. Nảnh gì vậy? Chơi gì đó. Sao chơi gì ngộ vậy? Mẹ mà ở đó. Đây mẹ nhà miếng trứng nha. Mẹ của mẹ với của anh hai. Xích đu. Mời nhà ăn vô leo mình nha. Vậy bữa nữa là mình có vô leo ăn ý ơi. Cha kiểu ớt cà kỹ. Nhan nghi muốn thịt ăn kiểu không. Đám nướng là ăn tấm thép. Mọi người nhìn nó ngon. Làm cái ớt nhiều. Đây mở nhà miếng sườn cho bá nha. Cơm sườn mới có sườn nha. Cơm cho bá. Không nổi đâu. Thôi nghe bóc luôn. Đây nước súp đây mở nhà miếng nước súp nha. Gấp. Đã ăn tại chua đã dành luôn rồi. Những chai miệng nghe tự ngăn đi á. Người ta chưa ăn không nổi đâu ngắn ha. Dữ à? Gì mà chữ dữ vậy? Dạ, hai đứa con vậy? Tại vì cục xương mà tôi phải dành lộn. Con cha ngồi ra. Mẹ qua đâu? Đây mẹ nó đây. Có mặt gia đình đầy đủ. Đây. Mẹ kia, mẹ Hà Tiên. Em nhường cục xương cho con mặt nó ăn mất rồi, nó dành. Mẹ kia hả? Mẹ là chiên. Không ba. Mẹ có quận tư á. Chiên nha là năng với mập luôn á. Đó. Ừ. Thấy mấy quận luôn á. Sao xé không mới được chứ tập cắn là cắn được rồi. Đó đâu vậy? Ba lần kìa. Đó. Ba tao làm ngu không? Mập không có ăn mày. Mập là chính vậy. Trả lên cho chúng ta ăn. Tôi nằm ở đó ai cho tôi ăn trò thôi chứ dưới đất mấy đứa nó dành quá. Còn có gì đó à. Hồi nãy giờ tới nó quên người ta chứ. Này mà chú ăn trứng nha. Ăn đi con. Mà cái trống bà chứ nè. Nhưng mà lại nha mở nhà ăn trứng với cơm nha. Được chưa? Sao giống bà ba dữ à? Thầy bóc quét quá à. Nhà ơi cho con
cùng cha nó ăn nè. Đó. Nó ăn uống gì đâu để trước mỏ nó để ăn. Đi. Không thấy. Nó thấy con nó ăn rồi giờ nó hết. Nó thèm rồi. Nó để con ăn đi. Mẹ nó cũng nhường cho con ăn luôn. Tình cha ấm áp thôi con. Cái quạt giờ không coi. Mập ơi. Giờ làm chi vậy? Mắc cỡ đi. Giận rồi. Mẹ con. Hơi lạc hả? Ừ. Hồi nãy giờ chưa được nửa tô nước mắm. Nửa tô nước mắm mà ăn chan hoài nó đạt hoài. Chan hoài giá. Ngồi nữa mà ăn uống nước mắm. Nấu ướt gì đó ăn mới ngon. Tán thoại vậy đó. Lạc lạc như vậy mình chan mặn mặn quá khó ăn. Rồi rồi. Đó đúng không? Cà gót vô đi. Mời cà gót đi. Mời cơm đi. Không bảo chú ăn cơm. Chú ngủ rồi con. Chú muốn đi cho mở gió cà chạy. Này múc bận muỗng đó. Rồi lụm lấy lên đỡ miệng ăn luôn. Gì chồng muốn múc được con lấy muỗng múc nữa. Muỗng múc ba múc rồi lấy cái nĩa. Cái nĩa là ghim thịt. Con ghim thịt đi cho lẹ. Con ghim không được luôn kìa. Bữa nay sao kỳ cục kìa chàng. Mày mày bảo chú miếng súp nữa nha. Mày mày nhẹ trước luôn. Trước ý là nguyên miếng sườn. Cái này sao được. Bự quá. Chút xương. Xương hả? Ờ biết luôn. À, xương mà nó nhạt xương nha. Rồi ăn cơm đi con. Con này con ăn được. Chút xương nó ăn được. Ăn hết giờ. Sao xương nữa. Không phải không? Nó thường thì vậy. Chị nó ăn thiệt á. Nó thường thế mà theo vậy. Ăn cà chua với con. Thôi. Kìa mà ăn cà chua kìa. Mà lại đi quên rồi. Con lại phải ăn cà chuối cần. Nãy mất đi nhiều chuyện. Thôi nhà ăn miếng xương với mình. Đó, ngon lành không? Nó ngon không? Cái nhà ăn miếng súp nha, có thịt nữa nha. Mà cái nhà ăn thịt với bốt nha. Đây mà ở nhà cục sườn cà bá luôn nha. Ngon ý. Cho cơm này có một chén luôn trời, ăn chắc lượng quá trời. Ngon không con? Ăn ngon không chắc rồi. Rồi mời thịt nông bà của chú ăn đi con. Nông bà đây, kết thúc video. Đây mời bà của chú miếng cơm kết thúc video nha. Cả nhà cái quý kênh YouTube Hưng Ngọc Lóc cho like kênh chia sẻ nha nha. Đây mời nhà miếng đi nha. Miếng cưng. Ba cả nhà. Ba đây có gì nha. Cưng này coi ba cả. Mời bà của chú nha. Nè bà ông bà của chú nè con. Mời lại ăn dưa leo. Nói ba mà của chú luôn. Các bà tạm biệt cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà.